Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, tiếp đón đội tuyển Việt Nam vào ngày 27 tháng 1 ở tại Sydney trong khuôn khổ lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Có thể là không quan trọng với đội tuyển Việt Nam, nhưng với đội tuyển Australia thì lại rất căng thẳng bởi họ sẽ phải buộc lấy điểm tuyệt đối ở trận đấu này. Huấn luyện viên Graham Arnold đang phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích sau khi từng lên vị trí người hùng. Đến lượt trận thứ tư ở bảng B, thì ông đã cùng với các học trò còn đang giữ kỷ lục bất bại sau 17 trận liên tục của đội tuyển Australia. Thế rồi Australia đã sập bẫy 0-1 trước Nhật Bản ở trong một trận đấu không tệ nhưng đó lại là điểm rơi của đội nhà. Australia tiếp tục vướng vào hai trận hòa thất vọng trước Ả Rập Xê và Trung Quốc ở lượt 5 và lượt 6, thế rồi rơi xuống vị trí thứ ba để cho người Nhật xoán ngôi nhì bảng. Từ đó thì ông Graham Arnold cùng với các tuyển thủ Australia phải chịu rất nhiều sức ép và sự dồn nén đấy đã rơi vào trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 27 tháng 1 tới. Nếu như Australia chỉ về đích ở vị trí thứ ba thì họ sẽ phải đá playoff với đội thứ 3 của bảng A và sẽ phải giành chiến thắng thì mới tiếp tục đá play-off với một đội ở khu vực Nam Mỹ hoặc là CONCACAF rất nhiều khê và dễ gãy ở giữa đường. Giữa muôn vàn áp lực khi mà đội tuyển Australia đang đứng thứ ba ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022, Huấn luyện viên Graham Arnold đã tỏ ra vô cùng lo lắng trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 27 tháng 1 tới đây. Theo đó, ông cho rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không phải là một đối thủ dễ chơi. Ở lượt đi, Australia đã thắng Việt Nam 0-1 ở tại sân Mỹ Đình. Song ông Graham Arnold vẫn đánh giá rất cao thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông đã bỏ công ra theo dõi tất cả 6 trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở tại AFF Cup và đã làm một bản kế hoạch đặc biệt Tôi đã soạn sẵn một bản kế hoạch đặc biệt. Đội tuyển Việt Nam rất khó chịu. Họ có những cầu thủ như là số 22 Tiến Linh, số 10 Công Phượng, số 19 Quang Hải, số 14 Hoàng Đức và số 7 Hồng Duy đều là những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt và phối hợp với nhau rất ăn ý. Cùng với đó thì các hậu vệ đã không còn thua thiệt về thể hình, họ lại còn chơi rất chặt chẽ và kín kẽ. Lối chơi của Việt Nam dựa trên nền tảng bóng ngắn, ban bật với tính tổ chức cao, nhất định Việt Nam sẽ chơi theo cách này khi làm khách ở tại Australia. Bên cạnh đó, ông Graham Arnold còn lo ngại cầu thủ Australia sau khi bị dừng chuỗi bất bại thì sẽ khó lấy lại được sự hưng phấn và sự tự tin cần thiết. Điều quan trọng không phải là Việt Nam đá như thế nào mà các cầu thủ Australia sẽ thể hiện ra sao. Một trận hòa trước đội tuyển Việt Nam cũng sẽ là thất bại với Australia bởi lẽ cánh cửa có vé vào thẳng World Cup 2022 của họ sẽ bị thu hẹp lại đôi chút nếu như tiếp tục mất điểm. Chưa hết, nếu như không thắng được đội tuyển Việt Nam thì ông Graham Arnold nhiều khả năng cũng sẽ không thể giữ được chiếc ghế của mình. Phía đội tuyển Việt Nam thì đã có rất nhiều sự ngạc nhiên đối với đợt tập trung lần này của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 bởi rằng ở đó xuất hiện một vài gương mặt mới và đây cũng là thời điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo gặp khá nhiều tổn thất về mặt nhân sự Ngoài các nhân tố trụ cột bị vắng mặt vì lý do chấn thương hay thẻ phạt, thì nhà cầm quân người Hàn Quốc lại tiếp tục có thêm mối lo về bóng ma Covid ở tại đội tuyển. Tính cho đến lúc này, trong lực lượng của đội tuyển Việt Nam đã có tới 3 cái tên mắc Covid-19, đó là Hoàng Đức, Văn Toàn và Tiến Linh, dù gần nhất đã có những người nhận được kết quả âm tính. Điều đó đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với các thành viên khác của những chiến binh sao vàng, bởi dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến hết sức khó lường. Ngay cả khi đã tiêm vaccine, thì cũng không thể khẳng định trước được điều gì cả. Từ đây chẳng lấy đâu xa, đội tuyển Việt Nam hãy nhìn lại bài học của đội tuyển Malaysia ở tại AFF Cup 2020. Còn nhớ rằng một trong những lý do khiến cho hổ Mã Lai bị loại ngay từ vòng bảng là họ gặp tổn thất về mặt lực lượng. Huấn luyện viên Tan Chen Hue đã không có được lực lượng mạnh nhất vì nhiều cầu thủ bị dính Covid-19 trước các trận đấu mang tính then chốt như là trận gặp Việt Nam hay là Indonesia. Những cầu thủ như Quentin Cheng, Akia Rashid, Faisal Halim hay là Karun Lazan Khalid đều đã phải cách ly theo quy định khi còn thi đấu ở Singapore. Và khi mà giải đấu đã diễn ra được phân nửa chặng đường, việc bổ sung lực lượng không phải là điều khó có thể chấp nhận được. Thậm chí là đã có thời điểm, truyền thông của Malaysia cho biết đội tuyển quốc gia nước này có thể rút khỏi sân chơi lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Thế mới thấy rằng dịch Covid-19 đã khiến cho một đội bóng phải lao đao như thế nào. Và cũng thật may cho đội tuyển Việt Nam khi những cầu thủ dương tính của chúng ta đã phát hiện bệnh từ sớm, ngay trước thời điểm tập trung. Bởi chỉ cần một người có vấn đề với dịch bệnh, lập tức toàn đội sẽ bị ảnh hưởng khi có thể không thể sang nước bạn thi đấu, nhất là nước có quy định nghiêm ngặt như là Australia. Còn khoảng chưa đầy một tuần nữa để cho đội tuyển Việt Nam tổng duyệt và lên đường sang Australia, tức là vào ngày 21 tháng 1. Chính vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo không muốn có bất kỳ một cầu thủ nào của binh đoàn rồng vàng có những vấn đề liên quan đến dịch tễ để mọi chuyện trở nên suôn sẻ, có lẽ nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng với ban huấn luyện phải có công tác cụ thể như là đặt ra những điều luật chẳng hạn. Lúc này trên địa bàn thành phố Hà Nội, mỗi ngày có hơn 3.000 ca mắc Covid-19. Quan trọng hơn cả là những trường hợp dương tính đều không có triệu chứng rõ rệt. Bởi vậy mà các thành viên của đội tuyển Việt Nam nên hạn chế tiếp xúc với những người khả nghi. Hay nói rõ hơn là tuân thủ quy tắc bong bóng một cách chuẩn chỉ trước ngày lên đường. Thậm chí để an toàn hơn thì các cầu thủ nên được xét nghiệm COVID-19 trong khoảng 1 đến 3 ngày. Và đây là bước cần thiết phần nào đó biết được những trường hợp không may bị nhiễm bệnh, qua đó sẽ có phương án xử lý kịp thời, tránh nguy cơ lây lan khi quá muộn. Có như vậy thì các tuyển thủ mới yên tâm để tập trung tối đa cho các trận đấu sắp tới ở tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này là không phải mất bất kỳ một cầu thủ nào, bất kể vì những lý do gì. Việc thiếu hụt nhân sự cũng có thể khiến cho sức mạnh của binh đoàn rồng vàng bị giảm đi. Song nếu như nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn tạo điều kiện cho những nhân tố mới, thì ông có lẽ sẽ không phải đau đầu như bây giờ. Ở trận đấu với đội tuyển Australia và Trung Quốc ở tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam được dự báo là sẽ có nhiều thay đổi đáng kể liên quan đến vấn đề nhân sự, trong nỗ lực làm mới đội hình của huấn luyện viên Park Hang-seo, sau mạch 6 trận thua liên tục ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho thấy là họ không thể làm khó được các ông lớn ở sân chơi tầm châu lục này. Các đối thủ dường như là đã quá hiểu về lối chơi, về chiến thuật của đội tuyển Việt Nam khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chỉ sử dụng một bộ khung gồm có 14-15 cầu thủ quen thuộc trong suốt thời gian qua chưa bao giờ yêu cầu làm mới đội hình lại trở nên khẩn thiết và quan trọng như là lúc này, nhất là khi trước thềm đối đầu với tuyển Australia và Trung Quốc vào hai tuần tới. Tuyển Việt Nam gặp khủng hoảng về lực lượng khi lần lượt những Hoàng Đức, Văn Toàn và Tiến Linh đã bị mắc Covid-19. Đó là lý do dù muốn dù không thì huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải cải tổ mạnh mẽ về nhân sự và lối chơi. Tuyển Việt Nam cần phải được làm mới nhằm có thể tạo ra luồng sinh khí mới cho tập thể đang bị mất dần niềm tin vào những chiến thắng sau chuỗi trận thua dài vừa qua, nhiều người cho rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo là người bảo thủ, sợ thay đổi và không dám mạo hiểm, nhưng quả thực những nhận định đó là không đúng, bởi theo dõi từng động thái gần đây của chiến lược gia người Hàn Quốc thì cho thấy những tín hiệu tích cực với đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên là huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắn ra một mũi tên nhưng trúng nhiều đích khi mà mạnh mẽ gạt bỏ chiếc băng đội trưởng của trung vệ Quế Ngọc Hải và thay vào đó là giao cho tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đảm nhận dù rằng cầu thủ này không thi đấu trong suốt một năm qua do chấn thương để một cầu thủ đã lâu không thi đấu nắm băng đội trưởng huấn luyện viên park hang seo kỳ vọng sự khát khao công hiến và nỗ lực tìm lại phong độ cũng như là đẳng cấp từ chính hùng dũng cho đội tuyển việt nam ngoài việc quế ngọc hải không còn là đội trưởng thì các đội phó cũ gồm có lương xuân trường tiền vệ phạm đức huy cũng không còn giữ cương vị này rõ ràng là huấn luyện viên park hang seo làm mới đội hình bắt đầu từ việc làm mới ban cán sự của đội tuyển để sốc lại tinh thần cho một tập thể đang có những dấu hiệu buông xuôi. Tin vui thứ hai là huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập tới 12 cầu thủ mới cho đợt hội quân lần này, gồm có Hùng Dũng, Văn Vũ, Trọng Long, Văn Đô, Tuấn Hải, Thanh Minh, Hữu Tuấn, Đức Chiến, Thanh Bình, Quang Vinh, Văn Đại, Phi Sơn là dấu hiệu cho thấy rằng tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi ở đội hình xuất phát. Hơn ai hết, huấn luyện viên Park Hang-seo hiểu rõ đội tuyển Việt Nam cần khát khao của những gương mặt mới và nếu được ông tin tưởng, thì có thể họ sẽ dốc lòng vì màu cờ sắc áo. So với nhóm cầu thủ cũ, chiến lược gia người Hàn Quốc thừa hiểu là họ gặp vấn đề về thể lực lẫn tinh thần đi xuống do lực bất tòng tâm. Cơ hội hoàn toàn có thể mở ra với những ai cố gắng, nỗ lực thật sự và thể hiện được năng lực của chính mình. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo đã tuyên bố với các học trò ngay ở trong ngày đầu tiên hội quân, đặc biệt là khẳng định sẽ loại những ai không xứng đáng và không dành bất kỳ sự ưu tiên nào cho bất kỳ ai. Theo nhận định, đội tuyển Việt Nam khi mà gặp Australia tới đây có thể là tiếp tục thua, nhưng đây sẽ là trận đấu để cho huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm đội hình mới mẻ để sau đó dốc sức tìm kiếm trận thắng đầu tiên hoặc ít nhất là một trận hòa khi đón tiếp đội tuyển Trung Quốc ở trên sân Mỹ Đình vào ngày mùng 1 tháng 2. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này, dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.